Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Mình lại tiếp tục live. Các bạn biết ngay thì mình đang quay cái chỗ này. Cách đây 3 năm trước khi mình về đây mình mua cái nhà đó, thì chỗ này là một đất miếng đất trống được phân ra 10 lô của một cái người dân ở đây, lúc đó khoảng 450 triệu một lô thôi. Một miếng đất gọi là từ đất nông nghiệp. Các bạn thấy và ngày hôm nay chỉ có 3 năm, chưa được 3 năm nữa mà những cái ngôi nhà cấp 4, 2 tầng nhỏ nhỏ như vậy đã được xây dựng lên. Cái cuộc sống của người dân thay đổi phải nói là rất là nhiều. Từ đây lại gần nhà mình chỉ vài trăm mét thôi. Để mình chạy cho anh chị các bạn thấy. Lúc trước chỗ này là đất gọi là đất hoang vu, mà bữa nay những cái người dân họ đang xây nhà lên, họ mua những cái lô đất nhiều rồi, bên đây cũng là và xây lên những cái nhà bốn ngôi nhà kia, thì dưới 1 tỷ 1 căn thì cũng hơi khó. Tôi nhớ là khoảng chừng 5 giờ trước thôi, thôi là khi mà tôi về tôi mua cái nhà ở trong đây nó còn rất là vắng vẻ. Bữa nay đúng là con đường này nó sẽ nâng cấp lên thành một cái lỗ lớn của thành phố Mỹ Tho, nhưng mà cái dự án này nó tạm dừng rồi. Nó tạm dừng mà tại vì những cái công trình lớn nó đang có những cái thay đổi và những cái sự đền bù đó, mà một số những người dân họ chưa có đồng ý, cho nên nhà đầu tư nó rút lui. Nhưng mà cái tuyến đường này trong tương lai thì nó vẫn còn nằm trong cái quy hoạch. Các bạn thấy đó, cái bộ mặt xã hội Việt Nam bây giờ nó thay đổi ghê lắm, bởi vì có nhiều người bỏ nước ra đi đi theo những cái sự gọi là chào anh, phải không anh? Mình đi về nhà, các bạn thấy đây là cái nhà của mình đây, cái nhà mà mình đã một căn nhà mơ ước mà mình đã mua cách đây 3 năm chứ các bạn. Các bạn thấy đất nước thay đổi, cuộc sống của người dân mà những người mà họ biết làm ăn mà họ gặp cơ hội, họ vươn lên không gặp mình chỉ còn nhìn về cái xã hội Mỹ thì các bạn thấy những cái giới lao động hiện nay họ đang quằn mình gánh chịu của một cái nền kinh tế đang gặp những cái khó khăn. Các bạn thấy những miếng giường như vậy chứ tiền không á, đụng vô là tiền vài chục tỷ không á, tại đất ở đây bây giờ nó đã nằm sát bên cái khu hành chánh của thành phố Mỹ Tho. Vâng anh Nghĩa, chào các bạn trong diễn đàn rất là bình yên. Đây. Bởi vì mỗi khi mà mình về tới đây là mình cảm thấy quên đi những cái sự mệt mỏi và những cái lo toan của cuộc sống, không đâu bằng cái ngôi nhà của mình các bạn, nơi mình đã bỏ biết bao nhiêu công sức ra mình xây dựng nó lên. Tuyệt vời hả, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Thôi một lần nữa xin chào quý bà anh chị các bạn nha, bye 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 bye.